living closer to the sun doesn't mean there's always enough light. Doosan Power Generation Technology is filling the darkness with rays of hope. Building your tomorrow today. Doosan. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Doosan Vina ngày 9 tháng 7 với những nội dung tin chính sau. Khởi động chương trình y tế từ thiện năm thứ 5, chi bộ đảng Doosan Vina tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới. Và sau cùng là tin về chuyến xuất 62 bồng áp suất của nhà máy CBE đến Algeria. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với bản tin chi tiết. Ngoài những sản phẩm siêu trường siêu trọng Made in Việt Nam đã đưa tên tuổi Doosan Vina ra thị trường thế giới, thì các chương trình từ thiện y tế khác của công ty cũng đóng góp một phần không nhỏ vào việc giúp cho Doosan Vina trở thành một cái tên thân thiện với người dân Việt Nam. Đợt y tế từ thiện thường niên lần thứ 5 năm 2013 với trị giá gần 135.000 đô la kéo dài trong suốt một tuần từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 7. Kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại tôi đang có mặt tại chung cư Vạn Tường. Tại đây đang diễn ra hoạt động từ thiện khám chữa bệnh cho người dân địa phương tại gần khu vực. Đây là sự kết hợp giữa công ty Doosan Vina và Bệnh viện Trung ương của Hàn Quốc. Hoạt động từ thiện này sẽ diễn ra trong một tuần và diễn tại chung cư Vạn Tường 3 ngày và Bệnh viện Quảng Nam 2 ngày. Chương trình từ thiện xã hội lần thứ 5 năm 2013 này có quy mô lớn hơn so với các chương trình của năm trước, bao gồm 3 hoạt động chính. Một là khám chữa bệnh nội, nhi và nha khoa cho khoảng 2.500 người, chủ yếu là người già và trẻ em của 4 xã thuộc huyện Bình Sơn. Hai là tổ chức phẫu thuật chỉnh hình cho 13 trẻ em bị khuyết tật, sứt môi và hở hàm ếch tại Bệnh viện Trung ương Quảng Nam. Và ba là hoạt động đưa 2 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh sang phẫu thuật tại Bệnh viện Trung An, Hàn Quốc. Chương trình khám chữa bệnh thông thường chính thức bắt đầu từ 7:30 sáng ngày 8 tháng 7. Đội ngũ gần 50 bác sĩ, tình nguyện viên từ Bệnh viện Đại học Trung An và Doosan Vina đã đón rước và đưa rất đông bà con tại 4 xã lân cận gồm Bình Trị, Bình Đông, Bình Thuận và Bình Hòa đến khu chung cư Vạn Tường để được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Tại đây, các cụ già và các em nhỏ đã được đội tình nguyện viên hỗ trợ hết mình, từ khâu lên xuống xe, nước uống, đến việc đưa các cụ và các em đến tận bàn khám bệnh, quầy nhận thuốc và nhận quà rồi ra về. 2009년부터 저희가 두산비나와 함께 모유를 체결하여서 이 베트남 지역에 이제 의료봉사를 계속 진행하고 있는데요. 일단 저희 입장에서는 두산비나가 모든 그 베트남에서의 준비를 해주시고 또 저희는 기본적으로 필요한 의료적인 부분에서만 신경을 쓰면 되니까 굉장히 어떻게 보면 효율적으로 일을 할 수 있는 그런 봉사가 아닐까라고 생각이 듭니다. 그리고 막상 여기에 와서 보면 어르신들이나 또 이렇게 굉장히 열악한 그 환경 내에서 사신 분들이 굉장히 많으신데요. 저희 의료를 받으시고 이렇게 웃으시면서 돌아가시는 걸 보면서 굉장히 큰 보람과 또 이렇게 잘 준비되고 체계적인 의료봉사가 제대로 진행되고 있다는 느낌이 들고요. 이 봉사활동이 지속적으로 10년이 됐든 20년이 됐든 여기 지역에 사신 분들이 지속적으로 오셔서 치료를 받으실 수 있는 그런 봉사가 됐으면 하는 그런 바람입니다. Quy trình khám bệnh tại đây được tiến hành chặt chẽ và kỹ lưỡng từ khâu sàng lọc ban đầu như đo huyết áp, thân nhiệt, chiều cao, cân nặng đến việc khám chuyên khoa. Người già sẽ được khám nội và ngoại khoa, trong khi trẻ em sẽ được khám tổng quát và nha khoa. Không chỉ đơn thuần khám và phát thuốc miễn phí, các bác sĩ cũng sẽ tư vấn cách giữ gìn sức khỏe và chống lại các loại bệnh tật hữu hiệu cho tất cả các bệnh nhân. Thì thấy anh em trong đây là rất tận tụy với dân, là dẫn dắt đây là vô rồi nước nông cào tiểu rồi không bệnh không đồ là tất cả là cái gì nó cũng được hết, thấy là rất là chu đáo cho người dân của Đồ Sơn là cho Hồng Phước cho có cơ sở ở đây là rất là thăm suốt hết, thấy là cảm ơn hết trong Đồ Sơn này. Theo kế hoạch, đoàn y bác sĩ và tình nguyện viên sẽ khám tại chung cư Vạn Tường trong 3 ngày 8, 9 và 10 tháng 7 cho khoảng 1.500 bệnh nhân khu vực lân cận công ty và 1.000 bệnh nhân khu vực Núi Thành, Quảng Nam sẽ được khám và phát thuốc vào 2 ngày 11, 12 tháng 7. Tổng chi phí cho đợt từ thiện năm nay ước tính khoảng 135.000 đô, tương đương 3 tỷ đồng. Chi phí này do Doosan Vina và Bệnh viện Đại học Trung An tài trợ.
Kể từ khi khánh thành đến nay, Dusan Vina đã tổ chức 8 đợt y tế từ thiện, trong đó 5 đợt đưa bác sĩ Bệnh viện Đại học Trung An đến khám chữa bệnh tại Quảng Ngãi và 3 đợt đưa trẻ em súc môi hở hàm ếch sang Hàn Quốc phẫu thuật chỉnh hình. Các bạn vừa xem xong phần 1 của chương trình Y tế từ thiện thường niên lần thứ 5. Phần 2 chúng tôi sẽ gửi đến các bạn bản tin này vào ngày 11 tháng 7. Sau đây chúng tôi xin chuyển sang phần tin lễ kết nạp đảng viên mới cho 3 quần chúng ưu tú sau một thời gian thử thách vào chiều ngày 2 tháng 7 vừa qua. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ năm 2010 đến năm 2015 và được sự đồng ý của ban lãnh đạo công ty, chi bộ Đảng Dusan Vina đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 3 quần chúng ưu tú gồm Phạm Văn Học, bộ phận MM, Nguyễn Tấn Hưng, bộ phận CBE và Nguyễn Hữu Sinh, bộ phận CBE vào tối ngày 2 tháng 7, nâng tổng số đảng viên chính thức tại công ty Dusan Vina lên đến con số 28 người. Buổi lễ kết nạp đã diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới một cách trang trọng và đầy ý nghĩa. Thay mặt chi ủy, đồng chí Trần Thơm, bí thư chi bộ công ty đã đọc quyết định vào đảng và chúc mừng các đồng chí vừa được kết nạp và mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa trí tuệ, năng lực và phẩm chất đạo đức của mình để góp phần vào sự nghiệp xây dựng đảng, xây dựng tổ quốc và xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh hơn. Ngay sau khi nhận quyết định, các đảng viên mới đã cùng nhau đọc bản tuyên thệ, trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên trong thời kỳ mới. Sau 14 tháng thiết kế và chế tạo, nhà máy CBE đã hoàn thành việc sản xuất và xuất khẩu 62 bồn áp lực công nghệ cao với tổng trọng lượng là 658 tấn vào ngày 1 tháng 7 vừa qua. 62 bồn áp lực được xuất lần này thuộc tổ hợp 3 dự án Onzier Refinery C67, C68 và C105 được ký kết với khách hàng Technip Pháp. Trong đó, dự án C67 gồm 27 bồn nặng hơn 335 tấn, dự án C68 gồm 33 bồn nặng 298 tấn và dự án C105 gồm 2 bồn nặng gần 24 tấn. Các bồn áp lực công nghệ cao này được cấu thành từ những tấm thép đen có độ dày 28mm, đảm bảo việc đảm nhiệm nhiệm vụ chân cất các sản phẩm khí, khí đốt, lọc dầu và trao đổi nhiệt tại nhà máy Onzier Refinery Onzier. Trong số 62 bồn được xuất đi lần này, bồn có kích thước lớn nhất thuộc dự án C67, có đường kính 4,5m, dài 20m và nặng 73 tấn. Đây là chuyến xuất hàng thứ hai của tổ hợp 3 dự án này, góp phần tăng số lượng lên 87 bình bồn trong tổng số 190 bình bồn sang Algeria. Dự kiến 103 bình bồn còn lại sẽ được sang vào cuối tháng 10 năm nay. CPPC팀의 김혜건입니다. 지금 선적하고 있는 기기는 테크닉 프랑스로부터 수주한 알지어스 리파이너리 프로젝트입니다. 근본 선적은 총 59기의 프레셔 베셀이 선적이 되며 중량 800톤, CBM은 5000CBM이 선적이 됩니다. 금일부터 선적을 진행하여 총 3일간 선적이 진행될 예정입니다. 이상입니다. Sau cùng mời quý vị và các bạn xem một vài đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động sản xuất cũng như trong sinh hoạt hàng ngày, cùng một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Oh,
Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa hôm nay, mời quý vị và các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dusan Vina DVTV V4N51. Bản tin Dusan Vina đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Living on the water doesn't mean you always have enough to drink. Doosan Desalination Technology is turning seawater into water for life. Building your tomorrow today. Doosan.